Chào các bạn, hôm nay Goshop sẽ cùng trả lời các bạn về một vấn đề mà Goshop đã nhận được rất nhiều câu hỏi gần đây. Đó là làm sao có thể tăng cân? Em là một người gầy lâu năm, em là một người khó hấp thu chất dinh dưỡng. Thì làm sao để có thể tăng cân, tăng cơ một cách nhanh và hiệu quả nhất? Mà với điều kiện nữa, đó là giá phải rẻ. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một sản phẩm sữa tăng cân với giá thành vô cùng phải chăng, lại đến từ một hãng rất là danh tiếng nữa, đó là hãng Muscotech. Hãng Muscotech này thì được người tiêu dùng ở Mỹ rất là ưa chuộng. Và tại sao nó lại được ưa chuộng đến như vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Trên tay mình thì đây là một sản phẩm Premium Mascainer. Và như các bạn đã thấy bao bì ở đây thì có đánh giá là New Look, có nghĩa là đã được thay đổi bao bì rồi. Và theo như đánh giá của mình thì bao bì mới này trông khá là bắt mắt và cao cấp. Về phần mặt trước của sản phẩm thì có in thông tin qua một serving của sản phẩm khi pha với 500ml sữa sẽ là bao gồm 1460 calo, 70g protein chất lượng cao và 284g carb. Với lượng chất dinh dưỡng nhiều như thế này thì cho dù các bạn có là một người gầy lâu năm hay là một người mà chậm hấp thu thì cũng có thể tăng cân, tăng cơ một cách tương đối là dễ dàng. Tiếp đến chúng ta sẽ xem về phần dinh dưỡng, thông tin dinh dưỡng trong từng serving của sản phẩm. Một serving của sản phẩm sẽ bao gồm 2 muỗng và 330g. Với 330g bột này sẽ cho chúng ta 1290 calo và 4g chất béo thôi, là chỉ có 4g chất béo thôi, và lại cho chúng ta tận 53g protein. Protein này, lượng protein này thì tương đối lớn so với các sản phẩm mát khác. Các sản phẩm khác thì là trung bình sẽ khoảng 50g mà thôi. Ngoài ra thì sản phẩm này còn cho chúng ta 2g chất xơ để hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu tốt hơn, bổ sung các loại vitamin và khoáng chất cần thiết như là vitamin A, C, D, E, K, là các vitamin rất là cần thiết cho tất cả các hoạt động cơ thể, hỗ trợ những người gầy có thể tăng cân tăng cơ một cách hiệu quả. Ngoài ra cũng có các khoáng chất cần thiết như là kẽm, sắt hay là đồng. Sau tất cả thì sản phẩm còn được bổ sung thêm một lượng amino acid quan trọng nữa như là glycine, taurine, glutamine, leucine, isoline và valine. Đây là những acid amin giúp hỗ trợ phát triển cơ bắp và phục hồi cơ bắp một cách nhanh và hiệu quả nhất. Taurine thì giúp chúng ta có thể tập trung hơn khi luyện tập được bền bỉ hơn rất là nhiều. Vào sản phẩm này thì cũng cho chúng ta một số thông tin khác như là các cái công trình nghiên cứu về sản phẩm ở một số trường đại học. Khi nghiên cứu sử dụng sản phẩm Mascainer này thì người sử dụng đã tăng cân tăng cơ nhanh như thế nào ở dưới góc dưới đây. Theo mình đánh giá thì đây là một sản phẩm mass rất là hiệu quả trong tầm giá của nó, ở một mức tầm giá mà theo mình đánh giá cũng là khá là dễ chịu. Sản phẩm này được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ và có tem nhập khẩu cũng như là tem công ty chống hàng giả, tem đảm bảo quay shop rất là đầy đủ. Các bạn có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm cũng như là hàng sản phẩm là hàng chính hãng, không phải hàng giả, hàng nhái. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.